chào bà con và tất cả những anh chị trai xinh gái đẹp. Hôm nay em lên sóng xả lỗ toàn bộ cái số xe trên cửa hàng của em Trung, từ 65 triệu tới hơn 1 tỷ, xả lỗ sập sàn với những nguyên chủ. Anh chị nào quan tâm đến mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình biển số xe đó và comment bên phía dưới, hoặc gọi điện 0962 49 49 49. Em Trung tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Comment bên phía dưới những cái biển số xe đó, cần quay chi tiết em Trung sẽ quay chi tiết nhé. Nên hôm nay em Trung cũng lướt sơ thôi, không làm mất thời gian của anh chị. Báo giá những xe còn đang trên cửa hàng của em Trung nhá. Nên là cũng rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị, từ 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ tới 16 chỗ. Nói chung là rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Em lướt sơ vòng. Từ 65 triệu nha anh chị, tới tiền tỷ. Nói chung là bữa nay em Trung cũng hết xe rồi. Đó, cũng còn mấy con bữa nay em lên sóng giảm giá kịch sàn cho anh chị. Lướt sơ vòng, anh chị cần những cái mẫu xe nào? Alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline 0962 49 49 49. Và nhớ đừng quên cho em Trung xin một like và đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những nhiều mẫu xe giá rẻ rất là hot ở cửa hàng em Trung. Anh chị quan tâm mẫu xe nào thì cứ chụp lại cái màn hình cái biển số xe đó, comment bên phía dưới, em sẽ quay chi tiết, gửi chi tiết cái xe đó qua cho anh chị. Nên bữa nay cũng còn, nếu mà bình thường em quay một chi tiết một cái xe lên thì nó cũng mất thời gian rất là khá là dài, nó phải tầm khoảng mười mấy 20 phút. Nhưng bữa nay em không làm mất thời gian của anh chị, nên em chỉ có báo giá lướt sơ thôi đó cho anh chị. Bước đầu tiên, còn Kia Sorento 7 chỗ máy dầu 2021, order 5.000 cây số, 1 tỷ 350, biển số rất đẹp nha anh chị, hỗ trợ ban cho anh chị 80%, bỏ 1 tỷ thôi. 49A 40203, biển số rất là đẹp. Tiếp theo nữa là em Toyota Fortuner nồi đồng cối đá máy dầu số sàn. Xe phải nói là cực đẹp, không một lỗi nhỏ nha anh chị. Order của em nó chuẩn km 70.000. Biển số của em nó là 49A 04663. Em nó được mang màu áo xám lông chuột. Anh chị cần quay chi tiết cứ comment bên dưới, phía dưới để lại số điện thoại, em Trung sẽ cho nhân viên gọi điện tư vấn. Tiếp theo em nữa là Ford Everest 209 đăng ký 2010, hàng limited, số tự động, máy dầu nha anh chị. Xe này cực kỳ là đẹp, bán cho anh chị với cái giá rất là yêu thương, 420 triệu, lên full đồ chơi nha anh chị nha. Dàn vỏ cũng mới thay xong nha anh chị. Còn em Mitsubishi này thì em đã nhận cọc của người em ở Phú Yên rồi, em đang chờ đợi rút hồ sơ. Tiếp theo em nữa là Toyota Land Cruiser
Đây. Một con xe huyền thoại, đẳng cấp và thương hiệu, máy dầu hai cầu, số sàn. Anh chị nào thích chơi với cái giá rất là yêu thương cho anh chị. Xe này em Trung đã độ full đồ rồi, xe này em Trung để đi uống cà phê thôi mà, nên không thiếu một cái chức năng gì trên đó nha anh chị. Toyota Land Cruiser máy dầu hai cầu, số sàn. Tiếp theo em nữa, Mitsubishi Pajero máy 2.0. Sổ rẻ cho anh chị 75 triệu 7 chỗ 2 cầu. Còn tiếp theo em nữa là xe này thì của em Trung để làm hỗ trợ những người hoàn cảnh khó khăn. Đấy. Gara Quang Trung mà. Đây. Xe này để em hỗ trợ những người hoàn cảnh khó khăn. Chạy trong tỉnh Lâm Đồng này là không có tốn phí nhá. Anh chị nào có nhu cầu hãy chia sẻ để cho các bạn biết là có một cái xe hỗ trợ những người hoàn cảnh khó khăn. Đôi khi là cũng là gọi là nhiều người cũng rất là cần, chứ không phải ai cũng như ai cũng có điều kiện hết nha anh chị. Thêm cái nữa là em Mercedes-Benz hai lẻ chín 16 chỗ, anh chị cần truyền tải em bao truyền tải cho anh chị thành xe tải đang còn 16 chỗ đời 2009 mà giá rẻ tụt quần cho anh chị, xe phải nói là cực đẹp. Đó. Mình mẩy anh chị theo thẳng tưng, vỏ lốp đẹp, vừa đăng kiểm xong, anh chị mua về chỉ việc đi thôi. Đó. Một mẫu xe Mercedes-Benz, xe này em bán cho anh chị với cái giá 170 triệu. À, sướng không? Mê hồn nào. Mitsubishi Pajero anh chị thấy không? Lạnh lẽo tất cả cái đều ok hết. 75 triệu 7 chỗ, gầm cao máy thoáng, giật vỏ vừa mới thay xong. Đấy. Anh chị thấy không? Thao về chạy giá phải rẻ tụt quần, 75 triệu tìm đâu ra xe anh chị. Phía sau của em Toyota Land Cruiser, nhìn anh chị thấy không? Rất là hầm hố. Em nói màu đen nhám nha anh chị. Đây. Thêm một em nữa, 5 chỗ đời 2006, chạy phải nói là như ô tô, lạnh lẽo tất cả cái đầy đủ, đăng kiểm em vừa khám xong. Bán cho chị nào nhanh tay với cái giá tiền 65 triệu thôi. À, 65 triệu tìm đâu ra xe anh chị, chạy cứ như con xe tiền tỷ, che mưa che nắng, lật néo tất cả cái đầy đủ, ngon lành cành đào, về chỉ việc đi thôi. Còn em Mitsu này thì em đã nhận cọc của người em ngoài Phú Yên rồi, đang đợi rút hồ sơ. Em ấy đặt cọc 20 triệu, em rút hồ sơ giao xe chuyển ra tới ngoài đó cho người em. À,
rất là đẹp. Đây. Anh chị thấy chưa? Anh chị nào Hà Nội, Sài Gòn mua xe này về không cần phải tốn tiền biển, đỡ mất 20 triệu. À, vô xe này đã lên full đồ chơi rồi nha anh chị. Em đi về. Đó, nói chung là nó hơi ấy chúng tôi bụi giờ chúng tôi. Ford Everest. Biển số Sài Gòn. Đây, anh chị thấy không? Fortuner. Máy dầu. Cực đẹp, xe này em Trung về mới chỉ mới rửa nước lặn phía bên ngoài thôi. Em Trung đã có review lên đằng trên đó rồi. Cực đẹp. Nước sơn zin của em nó rất là đẹp. Tiếp theo nữa là em Santa Fe 207 máy dầu 2 cầu số tự động. 4 số 1 chủ tự động. Đăng kiểm. Camera hành trình. À, tất cả các anh chị thấy không? Đẹp chưa? Quá đẹp đi. Em nó được trang bị mang cái màu áo màu đen. Nên xe của em Trung đậu ở ngoài hơi dơ. Nhưng cam kết với anh chị mua xe em Trung về chỉ việc chạy thôi. Tới cửa hàng xem xe chỗ nào không đồng ý, chỗ nào cần phải xử lý là em Trung xử lý hết tất cả một cái cho anh chị. Rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Và nhớ anh chị, nhờ anh chị chia sẻ giùm em. Và nhớ thương em Trung, cho em Trung xin một nút like. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục xem nhiều mẫu xe giá rẻ và hot ở cửa hàng em Trung nha. Em Trung cam kết với anh chị rằng sẽ mang tới một món hàng, một món quà đến với anh chị. Xài phải nói là sau này anh chị mua về bán hoặc đi chán vác đây, em Trung thu lại cho lỗ thời gian và chất xe. Còn như vậy, tính giá trị xe như vậy và tất cả một cái lỗ 10% nha anh chị. Hoặc anh chị cần đổi xe thì không phải lỗ 10%, cam kết với anh chị. Rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Và quan trọng nhất là bà con và các anh chị trai xinh gái đẹp chia sẻ một cái xe hỗ trợ cho những người hoàn cảnh khó khăn, không tốn phí. Đấy. Không tốn phí nha, chia sẻ giùm cho em Trung lên các trang mạng. Xe của em Trung
hỗ trợ bà con miễn phí nha. Những hoàn cảnh khó khăn chuyển viện miễn phí. Số hotline 0962 49 49 49. À, chị thấy không? Sau đây em kết thúc video. Đó, anh chị quan tâm mẫu xe nào thì chụp lại cái màn hình cái biển số xe đó hoặc ghi cái biển số xe đó comment bên phía dưới và để lại số điện thoại. Em Trung sẽ cho nhân viên gọi điện trực tiếp tư vấn cho anh chị. Xin chào bà con và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo. Em Trung tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.